Si biết hôm nay hai cô gái của Nhậm San Luân, Địch Lễ Nhật Ba và Đàm Tùng Vận khoe sắc. Si biết ngày 11 tháng 1 có nhiều hình ảnh mới của dàn sao như Đàm Tùng Vận, Nhật Ba, Triệu Lệ Dĩnh. Ngoài ra loạt ảnh leak từ hậu trường phim hay poster phim mới cũng được quan tâm. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Đàm Tùng Vận trên tạp chí Lý Dịch Phong thành nghị khoe ảnh mới. Sáng nay loạt ảnh tạp chí của Đàm Tùng Vận chụp cho Garia đã được đăng tải trên Weibo. Vốn dĩ nhan sắc của cô nàng trẻ trung xinh đẹp bất chấp tuổi tác. Thế nhưng concept chụp ảnh này lại bị chê không hợp với nữ diễn viên nên trông có vẻ hơi gồng. Không ít người cho rằng ngoại hình của Tùng Vận không hợp với phong cách cá tính, cô nàng vẫn nên theo phong cách ngọt ngào một chút thì hơn. Đinh Vũ Hề và Nhậm Mẫn hôm nay cũng có hình ảnh cực tình trên bìa tạp chí Bara. Được biết đây cũng là tạo hình nhân vật của cặp đôi trong bộ phim sắp ra mắt khán giả 10 năm nhất phẩm Ôn Như Ngôn. Trên nền tuyết trắng, Đinh Vũ Hề và Nhậm Mẫn tương tác ngọt ngào bên nhau, làm cộng đồng mạng cảm thấy ấm áp, lãng mạn hơn rất nhiều. Địch Lệ Nhật Ba hôm qua đã có loạt ảnh mới tham dự sự kiện. So với những tạo hình trước đây thì lần này, Nhật Ba khiến chúng tôi hơi thất vọng một chút. Trước Đầm tuy giúp cô nàng khoe được bờ vai trắng gợi cảm, nhưng lại mang đến cảm giác hơi tầm thường cho mỹ nữ thân cương. Mặt khác, các make up lần này cũng dìm Nhật Ba rõ rệt. Chẳng khác nào cộng thêm tuổi cho cô nàng. Lý Dịch Phong và Thành Nghị gần đây gây chú ý với loạt ảnh mới. Trong khi Thành Nghị diện vẻ lịch sự nhã nhặn, mang đến cảm giác lãng mạn với chùm pháo hoa sáng trong đêm, thì Lý Dịch Phong lại đơn giản. Anh chàng diện áo phao tạo dáng đơn giản ở ngoài trời, nền tuyết trắng. Dù vậy, vẻ ngoài của Lý Dịch Phong vẫn không thể nào chê đâu được nha. Triệu Lệ Dĩnh mới đây có loạt ảnh quảng cáo mới cho nhãn hàng mà cô làm đại diện. Vẫn với vẻ ngoài xinh đẹp bất chấp tuổi tác, Triệu Lệ Dĩnh làm bao người phải ngắm nhìn không thôi. Bên cạnh đó, Trà Đông Vũ hôm nay cũng có hình ảnh quảng cáo mới. Nhân dịp cô nàng được thăng cấp là đại diện toàn cầu của một thương hiệu trang sức đỉnh đám. Hứa Khải Na chat cảnh bề công chúa cực lãng mạn, Dương Siêu Việt nick tạo hình phim mới. Hôm nay blogger đã chia sẻ loạt ảnh được ghi lại từ hậu trường của bộ phim đang quay. Đáng chú ý nhất chính là phân cảnh bề công chúa của Hứa Khải Na chat trong tuyết in lĩnh chủ. Dù ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của cả hai là cực phẩm. Tuy nhiên một điểm trừ tấm ảnh này đính là dù cả hai diễn cảnh lãng mạn nhưng cộng đồng mạng lại chẳng cảm nhận được miếng trem nào cả. Bộ phim Bảy Kiếp Xui Xẻo do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính đã khởi động máy. Gần nhất loạt hình cổ trang của Dương Siêu Việt trong bộ phim này đã được tiết lộ. Tuy chưa rõ trang phục ra sao, nhưng nhìn qua loạt ảnh này thì thấy nhan sắc của nữ chính không tồi. Hy vọng khi có poster chính, cả Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề sẽ làm hòi nòng người hâm mộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!